Qua phần giới thiệu vừa rồi của bạn Nam, chúng mình hãy thực hiện bài tập số 1 sau đây. Viết các câu về bạn của em. Dựa vào phần giới thiệu của bạn Nam, các con hãy viết các câu về bạn của mình, người bạn nào mà mình yêu quý nhất. Thứ nhất, họ và tên. Thứ hai là lớp, trường. Thứ ba là môn học yêu thích. Và cuối cùng là sở thích. Đây là bạn Nam đã giới thiệu rất nhiều về bản thân, nhiều hơn cả yêu cầu của bài tập số 1. Vậy thì cô hy vọng là với bài tập số 1 này, các con hãy biết viết những điều về những người bạn mà mình yêu quý nhé. Cô sẽ dành cho các con 2 phút để hoàn thành bài tập này. Xin mời 2 phút bắt đầu. Hai phút đã hết rồi. Các con đã hoàn thành bài tập 1 chưa? Cô Thủy xin đưa ra đáp án giới thiệu một bạn nhỏ trong lớp của cô Thủy nhé. Họ và tên của bạn là Nguyễn Anh Vũ. Bạn học lớp 2A, trường tiểu học Hồng Hà. Môn học yêu thích của bạn đó là môn tiếng Việt. Cũng giống như bạn Nam, bạn thích học môn tiếng Việt. Và sở thích của bạn cũng giống như bạn Nam, đó là đá bóng đấy các con ạ. Các con thân mến, qua bài tập số 1, các con đã biết điền vào chỗ trống để nói về bạn của mình. Viết, các con có thể viết những ý này thành những câu hoàn chỉnh để tạo thành một đoạn văn nói về người bạn của mình được không? Chúng ta hãy cố gắng nhé, thử sức mình xem nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 2, xem có điều gì thú vị ở bài tập số 2 ngay bây giờ nhé.